Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Sơn Dùi Vlog. Thì trong video ngày hôm nay, trong đoạn vlog ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận cũng như cái đánh giá của mình về cái Bo Rider 150 này ha. Thì đợt mà mình cố gắng lên á, thì trong cái quá trình sử dụng của mình á, thì có rất nhiều các bạn cũng như là tất cả các anh em đặt rất là nhiều câu hỏi về cho mình về việc là cái Bo này đi có hao xăng không, cái Bo này đi có hại máy không, cái Bo này đi có cần độ chế gì không, cái Bo này đi có mất đề mất hậu, rất nhiều câu hỏi anh em đặt về cho mình. Và đợt mình thay là 24.000 mấy trăm cây ấy, thì đến bây giờ cũng được 28 gần 29.000. Thì mình muốn chạy dài như vậy để mình có một cái cảm nhận cũng như là một cái đánh giá cụ thể nhất về cái Bo này trong video ngày nay cho anh em tham khảo. Thì tất cả những đánh giá cũng như là những nhận xét cũng như là cái cảm nhận của mình thì sẽ có cụ thể trong video ngày nay. Về phần đầu tiên á, là mình muốn nói về cái giá cũng như là cái mình mua cái Bo này nó như thế nào. Thì giá thì khi mà các bạn mua một cây Bo Rider hoặc là cây Bo Sachi về thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải chế lại, tại vì cổ của nó khác. Thì khi mà các bạn chế cổ lại, các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Một là cổ Zin, cổ Winner, cổ 25. Hai là cổ Inox 304, cổ 27 hoặc là 32 hoặc là cổ Titan. Đó, thì khi mà các bạn mua một cái Bo Rider về thì giá trung bình bây giờ mới thì tầm 1,5 triệu. Cũng cũ tí xíu thì tầm 1,2-1,3 triệu hoặc là 1 triệu như thế nào đó. Rồi các bạn về các bạn chế cổ lên các bạn lắp. Thì cái Bo này đợt mình mua của một người bạn trong group thì mua nguyên một cây này luôn là giá là 1,3 triệu mà mình trả giá xuống còn 1,2 triệu đó. Thì cổ là cổ 25 của Winner và nối lên trên đây đó. Thì cái Bo này mình mua với giá 1,2 triệu ha. Đó, thì tùy vô giá mà các bạn có thể tham khảo hoặc là và các bạn mua. Thì cái Bo này á có một cái thiết kế rất là đẹp luôn. Thì ở đây là phần bằng inox và đuôi này cũng là bằng inox luôn và đường sơn bạc. Đó thì rất là đẹp. Thì khi mà các bạn lắp cái Bo này lên á là nó sẽ cho một cái thẩm mỹ mà khi mà các bạn nhìn từ ngoài vào á nó rất là đẹp luôn. Và đợt mình có làm một cái video so sánh giữa cái Bo này và cái Bo Red Rail á, thì về cái đó đợt video đó là mình chỉ so sánh được cái tiếng thôi, ngoại hình thì chưa so sánh kỹ. Thì mình sẽ có một cái video so sánh kỹ ngoại hình của Bo Rider cũng như là Bo Red Rail Sonic cho các bạn tham khảo. Thì khi mà các bạn gắn cái Bo này lên á thì cái Bo này nó bé nên là phù hợp với cái dáng của xe V1 của mình, nó không có quá bè ra ngoài mà cũng nó không quá hẹp vô bên trong đó. Thì cái thứ của nó thì nó cũng ngắn ngắn như Buzin nữa đó, thì ngắn từ đây đến đây và từ đây đến đây là cổ thì rất là đẹp, rất là phù hợp cho cái V1 của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái cảm nhận của mình ha. Thì cái Bo này nhiều anh em rất là hỏi mình là về việc nó có hao xăng hay không, thì mình xin trả lời là cái Bo này không hao xăng. Thì khi mà mình lắp cái Bo này vô, mình có test ở điều kiện di chuyển bình thường cũng như là điều kiện di chuyển ở tour, thì mình sẽ cho các bạn xem một số cái hình ảnh mà khi mà mình đổ xăng á, mình sẽ chụp lại cái chip và mình dựa vô cái chip đó để mình đo. Thì cái thông số nó như thế này. Thì đợt đó là mình bắt đầu đo, thì lúc đó xăng á thì mình đổ cứ trung bình là 60.000 hoặc là 65.000 mình chả nhớ rõ. Thì được 3 lít 3,24 đó. Thì mình lấy cái số km đó mình chia. Thì ban đầu mình chạy là mình bắt đầu bấm đồng hồ là 2.170 cây đó, 27. Thì khi mà chạy xong á thì mình lại đo, thì lúc này nó ra là được là 2.362 cây đó. Thì nếu mà lấy số 2.362 này trừ cho cái số trước ấy, thì trung bình mà chia cho 3,24 ấy, thì trung bình nó được cỡ 55 hoặc 56
mình chả nhớ nha, mình chả nhớ rõ, như là dao động từ 55 đến 58 cây trên 1 lít. Thì sau đó mình lại tiếp tục đo, mình chạy tiếp. Thì số tiếp theo là được 2545. Thì trừ cho số trước thì nó lại trung bình, nó cũng ra được cái số đó. Và tiếp theo là 2007. Đó, và tiếp theo là 3001. Thì về mức xăng tiêu thụ thì nếu mà so sánh với những cây Bojin thì nó cũng chênh lệch không nhiều đâu. Nó chênh lệch tầm 2 đến 3 cây. Thì mình thấy cái đó nó không gọi là quá hao hụt so với cái điều kiện mà các bạn di chuyển là bình thường. Thì 55 cây thì với một chiếc xe Winner 150, động cơ 150 mà lại lên cái bô độ nữa, bô độ, nó là bô độ đó, thì với cái mức tiêu thụ như vậy thì quá hợp lý rồi. Mình thấy là hài lòng với cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà của cái bô Spider 150 này đem lại. Cái vấn đề tiếp theo là nhiều bạn cũng hỏi mình là cái bô này nó có đi nó có hại máy hay không, và đi nó có cần phải độ ECU này nọ, rất là nhiều thứ lọc gió ABCZ về không. Thì mình xin trả lời là mình thay cái bô này với cái thông số của mình đang đi thì mình không lo về vấn đề hại máy. Vì sao? Thì thứ nhất á, là thực chất ra cái cổ của này vẫn là cổ 25, nó vẫn giữ được thông số zin, và mình chỉ lo bô từ đây đến đây là nó mở ra và cái hơi nó ra nó sẽ lớn hơn. Tuy nhiên á, là cái bô của mình là bô zin, bô rider, bô sachi zin, cho nên là bên trong nó vẫn còn tàn tổ ong, thì nó vẫn giúp giữ lại cái hơi, nó không thoát nó hơi ra nhiều quá, và nó sẽ không gọi là mất hơi cũng như là nó mất hậu trong quá trình các bạn vận chuyển cũng như các bạn vận hành đó. Thì nếu mà các bạn nào mà mua cái bô mà nó ví dụ móc vách hoặc là móc tổ ong hoặc là như thế nào đó thì cái vấn đề mà hại máy thì nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn một tí xíu so với cái việc mà mình đi bình thường rồi đó. Thì bô zin mà bô rider zin chứ không phải là bô móc. Thì zin thì nó đương nhiên là nó nhà thiết kế họ tính toán để nó đem lại cái hiệu quả rồi, chứ không phải là giống như bô độ cũng như là bô tăng đó. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy ok, cũng như là mình xin trả lời câu hỏi là nó có hại máy hay không. Thì đương nhiên nếu mà các bạn xài cổ 25 và đi bô zin như này thì đảm bảo không. 27 thì nó sẽ thoáng hơn một tí xíu, và 32 thì nó sẽ càng thoáng ha. Thì thoáng đồng nghĩa với việc hao xăng và cũng như là cái hại máy thì nó sẽ có. Trả lời tiếp theo của mình về các bạn hỏi là nó có mất đề, nó có mất hậu hay không, thì mình cảm thấy như thế này. Thứ nhất á, là khi mà các bạn đã bộ độ cái bô này lên á, thì cái phần đây nó rất là thoáng. Thì đâm ra là khi các bạn đề ba á, các bạn chạy khởi động á, nó rất là tốt luôn, nó sẽ không bị bí máy như là cây bô zin đó. Ngoài ra là mất hậu hay không thì đương nhiên là cây bô này, cây bô rider này nó vẫn có tàn tổ ong, thì đâm ra khi mà các bạn chạy lên tốc độ cao nó vẫn có hơi, nó vẫn ém hơi lại, nó vẫn giữ hơi lại, cho nên là các bạn không mất hậu đâu, các bạn yên tâm về điều đó. Thì nếu mà các bạn khi mà các bạn độ, các bạn lên cây bô này cổ 25 Winner nha, cổ 25 Winner và phần này là bô Rider hoặc Sachi Zin chưa móc mổ, chưa móc bô xăng lửa, chưa móc vách, thì mình đảm bảo với các bạn là sẽ không mất hậu và đề nó sẽ tốt hơn một tí xíu. Và cái điểm đặc biệt mà khi mà các bạn lên cái bô này, khi mà các bạn chạy tua cao cái tiếng nghe rất là đã luôn. Thì đợt mà mình có so sánh, mình có nẹt qua cho các bạn nghe thì rất là đã, nghe tiếng nó ấm. Thì các bạn khi mà độ lên á, thì cổ 27 á, thì mình chưa biết là nó sẽ mất hậu hay không, hoặc là cổ 32 có mất hậu hay không, nhưng mà chắc chắn nước đề nó sẽ tốt hơn so với bujin. Còn nước hậu thì tùy thuộc vô cái phần cổ của các bạn, nó có thoáng quá hay không, nó có giữ hơi lại hay không. Nếu mà thoáng quá thì đương nhiên nó sẽ mất hơi, và mất hơi đồng nghĩa nó sẽ mất hậu đó. Thì các bạn nên lưu ý một điều này khi mà các bạn lên cái bô này, cũng như là chọn cái cấu hình cổ. Nãy giờ thì toàn là mình đánh giá tốt về cái bô này không, thì liệu nó có nhược điểm nào hay không. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhược điểm, đó là ở vòng tua thấp từ 1.500 nè cho đến cỡ 2.000 hoặc là 2.500,
thì bô này nó có hiện tượng hụp nhẹ nha, hụp nhẹ ở ga thấp. Thì có thể là mình nghĩ là do cái phần đuôi bô, phần phần phía sau á, cổ á, thì nó hơi thoáng so với zin cho nên là nó sẽ bị mất hơi nhẹ một tí xíu, nhưng mà cái đó nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều trong khi mà các bạn vận hành xe đâu. Thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái hụp nhẹo nó ha. Đây nè, các bạn để cái kim nè, đó cái kim là nó sẽ không đứng im đâu mà nó sẽ nhích lên nhích xuống đó đó đó. Nếu mà các bạn chạy buji nó thì nó sẽ đứng im tại chỗ ha, còn khi mà các bạn chạy bô này thì nó sẽ bắt đầu nó có hiện tượng như vậy. Đó, thì các bạn có thể ra các bạn mở ngay tiếng máy lên và mở ngay buji lên để kiểm tra ha. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test nè, cho từ 1.500 này ha cho đến cỡ 2.500 này, các bạn nhìn nè, mình lên ga nhẹ nè, nó tay mình lên ga nhẹ nè, các bạn để ý nè, đó cái kim nó sẽ không đứng im đâu, bắt đầu nó nhúc nhích nè, đó mình lên lên mạnh tí xíu nè. Nó sẽ hơi hụp nhẹ một tí xíu thôi, thì nó sẽ không đáng kể lắm đâu. Đó. Nó có hụp nhưng mà nó rất là ít, và với bạn nghe tiếng máy thì nó sẽ bù 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 bụp. Đó, nhưng mà nó sẽ không đáng kể đâu. Thì đó là một cái nhược điểm nhỏ khi mà mình xài cái bô Rider cổ 150, bô Rider FP 150 cổ Winner ha. Rồi thì có thể là nhiều các bạn chưa xem cái video mà lúc mà mình lên cái bô đó, thì sẵn tiện đây mình sẽ test lại cái tiếng bô cho các bạn nghe luôn ha. Đây, đây là tiếng bô nổ ga anti. Thì nếu mà các bạn xài cổ 25 và cấu hình là full zin như thế này thì tiếng nó sẽ nghe được như thế này. Và bay được mấy cái lá nè. Đó, hơi rất là tốt ha. Rồi, nếu mà các bạn lên cổ 27 hoặc 32 thì cái tiếng của nó sẽ không giòn như thế này đâu. Tiếng của nó sẽ nghe rất là to và nó không có giòn. Đó, thì nếu mà các bạn xài cấu hình như thế này, các bạn ra so sánh với một chiếc Sachi hoặc chiếc Rider Zin á, thì tiếng nghe hay hơn nhiều luôn. Hay hơn rất là nhiều so với Buji ha. Thì bây giờ mình bắt đầu mình lên nẹt lên cỡ 5.000 ha. Đó, đó là tiếng 5.000 ha. Thì bây giờ mình sẽ cho lên lớn lớn một tí xíu. Rồi, đó là cái tiếng nổ ha. Thì khi mà nổ thì khi mà lúc mà các bạn hạ ga xuống nó sẽ cho một cái tiếng backfire rất là đã. Đó, đó là cái đặc điểm mình thấy rất là sướng trên khi mà mình lên cái bô này. Đó, thì các bạn suy nghĩ và các bạn thấy như thế nào khi mà các bạn lên chuẩn bị lên cái này, hoặc là các bạn tham khảo video của mình, hãy để lại phần bình luận cho mình biết nhé. Thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ những cái cảm nhận cũng như những cái đánh giá, cũng như là cái mức xăng tiêu thụ, cũng như là nó có hại máy hay không, rất là nhiều vấn đề về cái bô Rider 150 này. Thì nếu mà các bạn chuẩn bị lên thì các bạn nên tham khảo kỹ về cái việc lên cổ cũng như là lên cái phần lon bô này ha. Đó, bô Rider đó, thì các bạn nên lựa chọn cái cổ cũng như là cái option về việc là có móc vách hay không, móc tổ ong hay không, móc bô xăng lửa hay không ha, tùy thuộc vô xe của bạn đó. Thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và các bạn hãy nhớ là tiếp tục đăng ký và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. Bye bye.